chào mừng các bạn đã quay trở lại với An Tiến Studio. Giữa muôn vàn các lựa chọn về dòng đồng hồ thông minh, rất khó khăn để đưa ra quyết định phải không ạ? Tiêu chí là sở hữu các tính năng thông minh cần thiết, hỗ trợ sức khỏe và thể thao, đặc biệt là mức giá không thể vượt tầm với. Vậy nên hôm nay, An Tiến sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu có cả hai tiêu chí trên. Nó mang tên Doric. Doric có thiết kế mặt đồng hồ chữ nhật truyền thống kết hợp với cảm biến xoay cổ tay sáng màn hình. Nếu là một dân chơi smartwatch chính hiệu, khi nhìn lướt qua em Doric này, hẳn là bạn sẽ nhận ra thiết kế của nó phảng phất giống một chiếc đồng hồ rất nổi tiếng là Fitbit Vesta. Nhưng mà đừng vội đánh giá nó là hàng fake nha. Với mức giá rất dễ chịu, chỉ khoảng 800.000 đồng mà nó sở hữu rất nhiều tính năng vô cùng hữu ích đó các bạn ạ. Kích thước của Doric thì cũng khá nhỏ gọn, chỉ dài 9,9mm, phù hợp với mọi kích cỡ cổ tay người dùng. Đặc biệt là nó cũng rất phù hợp cho các bạn nữ nhé. Với thiết kế dây cao su có chất lượng cao kết hợp với thép không gỉ, đem lại cảm giác đeo Doric trên tay cũng khá thoải mái. Màn hình của Doric là màn hình cảm ứng IPS với kính cong 2,5D. Đây là màn hình đơn sắc có khả năng tiết kiệm pin rất nhiều so với những màn hình LCD thông thường. Độ sáng màn hình cũng được đánh giá cao bởi bạn có thể điều chỉnh ánh sáng theo ý muốn để phù hợp với môi trường lúc đó. Độ phân giải của Doric là 240x240 pixel. Chất lượng hiển thị của nó cũng ở mức khá, cùng chất lượng hình ảnh xem khá tốt. Một điểm khá hay và cũng hấp dẫn người dùng đó chính là sạc từ. Bạn sẽ không cần quan tâm đến việc cắm thế nào mà chỉ cần đưa dây cáp lại gần Doric, nó sẽ tự động hút lại và sạc chứ không phải lo việc cắm đúng đầu sạc nữa. Nói chung, với thiết kế tôn vinh sự đơn giản, Doric phù hợp với mọi lứa tuổi đều có thể dễ dàng sử dụng được. Về tính năng, Doric sở hữu các chức năng thông minh giống như các dòng sản phẩm đồng hồ thông minh khác như thông báo cuộc gọi, tin nhắn và thông báo qua các ứng dụng Zalo, Facebook, Twitter rất hữu ích. Bạn không cần luôn phải cầm theo chiếc điện thoại bên mình mà vẫn nắm bắt được thông tin từ chiếc điện thoại này rất tiện lợi. Để cài đặt tính năng này, Doric có ứng dụng kết nối với điện thoại mang tên là David. Ứng dụng này thì đều có sẵn trên CH Play và App Store các bạn nhé. Các bạn chỉ việc bật Bluetooth và dễ dàng kết nối một cách nhanh chóng. Việc kết nối này thì giúp ích cho các bạn rất nhiều trong việc mò mẫm một đống tính năng thú vị khác như là hỗ trợ chụp ảnh, nhấn giữ vào màn hình đồng hồ để ra lệnh chụp ảnh cho chiếc điện thoại, điều khiển chơi nhạc từ điện thoại một cách thuận tiện hoặc là tùy chỉnh đồng hồ báo thức cho những giấc ngủ. Ngoài các tính năng thông minh, Doric cũng rất quan tâm đến sức khỏe của người dùng khi cho phép bạn đo nhịp tim, đo huyết áp, lượng oxy trong máu một cách nhanh chóng. Người dùng có thể nắm bắt được tình trạng sức khỏe của bản thân để có những điều hướng và biện pháp cho sức khỏe của mình. Tính năng theo dõi hoạt động hàng ngày cũng được tích hợp trong em Doric này như là đếm bước chân, tính lượng calo tiêu thụ và đo quãng đường đã đi. Lưu ý là Doric không hỗ trợ GPS các bạn nhé. Mình thấy các bạn hỏi dưới phần bình luận với những mẫu giá rẻ thì thường sẽ không có đâu. Bên cạnh đó thì Doric sẽ nhận được sự quan tâm rất lớn cho những ai yêu thích thể thao khi hỗ trợ tới 8 bộ môn phổ biến: đi bộ, chạy bộ, đạp xe, nhảy dây, cầu lông, bóng rổ, bóng đá và bơi lội. Nhắc đến bơi lội, tại sao lại có môn bơi ở đây? Vâng, Doric được các nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn kháng nước IP67, có thể ngâm ở độ sâu tối đa 1m trong thời gian 30 phút. Với chuẩn kháng nước IP67, bạn có thể mang đồng hồ đi mưa, rửa tay, nhưng mình khuyến cáo là không nên lạm dụng quá tính năng này đâu nhé. Không hỏng ngay đâu nhưng mà nó sẽ làm giảm tuổi thọ của sản phẩm. Về thời lượng pin, theo thử nghiệm thực tế cho thấy, thời gian sử dụng pin của Doric lên đến ngày thứ 7 khi có kết nối với điện thoại. Nếu chỉ dùng để xem giờ như đồng hồ thông thường thì thời gian sử dụng có thể lớn hơn rất nhiều. Các bạn thấy sao về chiếc đồng hồ này? Sở hữu những tính năng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của bạn và đặc biệt là hoàn toàn phù hợp với hầu bao của bạn. Mình mong là video này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc lựa chọn người đồng hành trên cổ tay. Mình sẽ đổ link của Doric ở dưới phần mô tả video nhé. Các bạn có thể đặt hàng từ xa hoặc đến trực tiếp trải nghiệm tại showroom của An Tiến. Địa chỉ mình cũng để dưới phần mô tả luôn. Nếu có gì thắc mắc về sản phẩm hãy để lại bình luận để được giải đáp. Và đừng quên để lại một like cũng như là một subscribe để ủng hộ cho kênh của chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!